Mỹ-Trung lắc đầu khó hiểu, tại sao Nga cho Việt Nam vay nhưng không bao giờ thấy đòi lại, thậm chí còn xóa nợ cho Việt Nam. Quy luật từ xưa đến giờ là hễ có vay thì có trả, nhưng Việt Nam chúng ta thì chính là ngoại lệ của anh cả Nga. Thời còn khó khăn, Việt Nam của chúng ta đã vay của Nga khoản tiền lên đến 11 tỷ đô. Sau này, Tổng thống Nga đã xóa đi 85% số nợ cho Việt Nam, còn 15% còn lại, Việt Nam được phép trả trong vòng 23 năm dưới dạng Nga đầu tư ở Việt Nam. Trước sự kiện này, truyền thông Mỹ và Trung Quốc đều đồng loạt bày tỏ sự khó hiểu, không hiểu Việt Nam đã làm gì mà lại được Nga ưu ái đến như thế. Trước khi bàn sâu vào chuyện này, chúng ta sẽ ngược dòng lịch sử một chút để nói về mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Trong những năm tháng cam go nhất, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của nhân dân Liên Xô. Không chỉ giúp đỡ về tiền bạc, hiện vật, các chuyên gia Liên Xô còn sang tận nơi giúp Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nhiều công trình do Liên Xô giúp xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam, đến nay vẫn phát huy hiệu quả tích cực như trường Đại học Bách khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Tăng Trung Ngân. Cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô đã trở thành những cán bộ chủ chốt, những chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực. Nhờ sự giúp đỡ về kinh tế của Liên Xô đối với Việt Nam đã bắt đầu rõ nét và ấn tượng sau khi hai nước chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Sang đến giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1958, mối quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Liên Xô và Việt Nam tăng dần theo từng năm, cho đến khi kết thúc chiến tranh và tiếp tục duy trì đến tận khi Liên bang Xô Viết tan rã. Thông tin đến cho các bạn, phần lớn các khoản viện trợ kinh tế của Liên Xô hướng vào việc tái thiết và phát triển các ngành công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Liên Xô giúp khôi phục và xây dựng các cơ sở của ngành công nghiệp mới nổi ở Việt Nam, giúp tạo ra các nông trường quốc doanh, khảo sát địa chất, phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc, cũng như trong lĩnh vực giáo dục và y tế sau khi đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Không chỉ trong thời kỳ đỉnh cao, Liên Xô mới giúp đỡ Việt Nam, ngay cả khi bọn họ rơi vào thời kỳ khủng hoảng vào đâu đó giữa những năm 1980 thì họ vẫn dành cho Việt Nam một khoản viện trợ 1 tỷ đô la mỗi năm. Có thể nói sự viện trợ của Liên Xô chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam chúng ta rất nhiều trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhờ có Liên Xô, Việt Nam đã giảm thiểu thương vong và mất mát khá nhiều. Hàng triệu tấn vũ khí, thuốc men, đạn dược và cả công nghệ khí tài cùng chuyên gia quân sự đã được người anh cả Liên Xô hỗ trợ chúng ta. Chưa bao giờ họ làm gì hại đến người dân Việt, chưa lấy một tấc đất hay một giọt máu nào của ta. Vậy mới nói, càng nhắc lại lịch sử thì chúng ta lại có cơ hội được điểm lại những sự kiện đáng nhớ như vậy. Vào giữa những năm 80 và trong một thời gian dài, Moscow chính là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội và thực tế cho thấy rằng Liên Xô là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Việt Nam. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng Liên Xô là quốc gia duy nhất viện trợ cho Việt Nam. Tất nhiên là ngoài người anh cả này ra thì vẫn còn nhiều quốc gia khác đưa tay giúp đỡ chúng ta trong khoảng thời gian khó khăn đó. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, Trung Quốc cũng gửi chúng ta khoản tiền 300 triệu đô viện trợ hàng năm cho đến khi hai nước xảy ra xung đột biên giới năm 1979. Nhật Bản cũng là một quốc gia sẵn sàng cung cấp các khoản viện trợ cho Việt Nam. Tuy nhiên, các khoản viện trợ này bị ngừng khi Việt Nam đem quân giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Ở phương Tây, chỉ có một quốc gia duy nhất cung cấp sự hỗ trợ cho Việt Nam bất chấp chiến tranh lạnh, đó là Thụy Điển. Khoản viện trợ trung bình hàng năm của Thụy Điển cho Việt Nam cho đến năm 1986 là khoảng 100 triệu đồng. Dù sau này có sự kiện gì xảy ra đi chăng nữa thì bản thân chúng ta cũng không quên những gì họ đã giúp đỡ. Nhưng công bằng mà nói thì so với những gì Liên Xô đã dành cho Việt Nam thì các quốc gia kể trên thật không thể so sánh được. Cho đến tận bây giờ, Việt Nam vẫn có một vị trí rất đặc biệt đối với Nga. Nga sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam với giá thấp hơn các nước khác từ 10 đến 30% mà chất lượng vẫn hoàn hảo như vậy. Nước bạn cũng sẵn sàng bàn giao cho ta công nghệ sản xuất vũ khí thông thường. Nhắc đến mối quan hệ thân tình giữa Việt Nam và Nga thì có vô vàn câu chuyện để kể. Hãy cùng xem người Việt Nam đã có những cảm nhận và chia sẻ thế nào trước câu chuyện Nga đã xóa nợ cho Việt Nam không chút suy nghĩ nha. Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc chiến đấu tranh giành độc lập của Việt Nam ta thì luôn có sự giúp đỡ của người bạn Liên Xô. Nước Nga mãi mãi là người anh tốt của Việt Nam, chỉ có anh em tốt mới giúp đỡ vô điều kiện vậy thôi. Không lấy lại bất cứ cái gì của Việt Nam thì đó là quý nhân, ân nhân của Việt Nam. Người dân Nga hiền lành, đôn hậu, đến mức người Việt gọi họ là Nga ngố. Nhưng cũng đừng vì thế mà đánh giá thấp họ. Không tự nhiên, họ được mệnh danh là gấu Nga. Đừng để gấu tức giận, hậu quả rất nặng nề. Là người Việt Nam, chúng ta luôn nhớ ơn Liên Xô nói chung và nước Nga nói riêng đã giúp đỡ hết sức vô tư chân tình đối với đất nước ta trong những năm tháng khó khăn nhất. Người anh cả Nga lúc nào cũng thương người em thật lòng, không phải chỉ nói bạn bè, anh em bằng miệng.
Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like video và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất trên kênh Grab Việt Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.